biết bắt đầu như thế nào ta? Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Đấu Trường Dân Chủ. Quang Lâm rất xin lỗi vì thời gian vừa qua Quang Lâm không có thời gian để mà có thể lên sóng cùng với tất cả quý vị vì công việc hiện tại như là phải chấm thi cho các bạn sinh viên, rồi sau đó phải nộp cái bản cứng, bản mềm, rồi có chữ ký, rồi cho mấy bạn thi tới, thi lui, thi xuôi, thi ngược, cho nó rất là phức tạp, nhiều khi nó nhức đầu lắm quý vị. Nhiều giảng viên khác thì bảo là thôi mày cứ làm cái gì mày có sao thì vậy, mày làm luôn cho nó nhanh, nó khỏe, nộp luôn đi cho rồi, khỏi phải nhức cái đầu. Nhưng mà Quang Lâm thì có một cái là mấy bạn sinh viên đã bỏ tiền ra đi học thì mấy bạn phải đạt được một cái giá trị nào đó. Do vậy Quang Lâm phải bắt các bạn phải cày theo đúng nghĩa của nó, là các bạn phải tập luyện, các bạn phải học tập như thế nào để đạt được kết quả có giá trị. Dạ, cho nên là cái khoảng thời gian nó cũng rất là rắc rối đối với Quang Lâm. Mình cũng bao đồng, cũng mong muốn hỗ trợ giúp đỡ cho các bạn sinh viên. Đó là cái vấn đề mà Quang Lâm phải làm việc. Cái nữa là Quang Lâm phải làm những cái chương trình, những cái hội thi, như là hội thi về văn hóa, hội thi về phòng chống bạo lực gia đình. Và kết quả rất là vui. Quang Lâm cũng xin thông báo là Quang Lâm đạt được giải nhất ở cuộc thi của thành phố Thủ Đức. Thì có rất là nhiều đội thi, nhưng mà Quang Lâm không phải lần đầu tiên, lần này là lần thứ mấy á. Quang Lâm vừa làm đạo diễn, vừa viết kịch bản, đạo diễn, diễn viên kịch, rồi là biên đạo múa, diễn viên nhảy, rồi là hình ảnh, màn hình LED, âm thanh, ánh sáng, rồi là viết rap để cho một cái vở kịch nó thành công. Do vậy nó tốn rất là nhiều thời gian và năng lượng cũng như công sức của Quang Lâm. Bởi vậy thời gian vừa qua quý vị và các bạn không thấy Quang Lâm lên sóng nhiều, thì quý vị và các bạn thông cảm bỏ qua giúp Quang Lâm. Một lần nữa nó là do mùa Tết quý vị, Tết kiếm xô. Có tiền ăn kiếm xô, cho nên là quý vị và các bạn thông cảm giúp Quang Lâm vấn đề này nha. Và trong cái thời gian mà Quang Lâm không có lên sóng cùng với quý vị á, thì Quang Lâm nhận được rất là nhiều tin nhắn. Có nhiều tin nhắn rất là dễ thương, yêu dấu vô cùng. Có những tin nhắn là Quang Lâm ơi, sao lâu lắm rồi Quang Lâm không có lên sóng. Rồi có những cái tin nhắn để Quang Lâm mở lại xem nè. Có cái anh Huỳnh Ánh Khôi nè, anh có nói là anh là fan hâm mộ kênh của em, nhưng anh thấy cả tháng nay em không làm clip nữa, không biết là em có đang bị vấn đề gì không, anh lo quá. Dễ thương quá đúng quý vị. Rồi nếu mà Quang Lâm gặp anh Huỳnh Ánh Khôi ngoài đời chắc ôm hung ảnh một cái quá. Cảm ơn anh Huỳnh Ánh Khôi rất là nhiều. Và có rất là nhiều cái tin nhắn gửi đến và quan tâm, lo lắng cho tình hình của Quang Lâm. Thì Quang Lâm rất xin cảm ơn những vị khán giả tuyệt vời đó. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều khán giả cũng có gửi cho thông tin cho Quang Lâm và mang hàm ý chửi Quang Lâm. Để Quang Lâm đọc cho quý vị và các bạn, để chia sẻ cho quý vị và các bạn cái thông tin như thế nào. Thì có một người, người này họ vào nhắn cho Quang Lâm dài lắm quý vị, Quang Lâm sẽ cắt ngắn lại nha quý vị. Người này ghi là T, chắc là tôi á, chứ không ai ghi tao đâu, tao nó hơi kỳ. Tôi nguyền rủa cái đạo Công giáo mất dạy của các anh. Mới vô nghe thấy ghê không các bạn. Ngang nhiên tổ chức đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội, ngay tại đền Hùng, nơi linh thiêng của dân tộc Việt Nam. Vua Hùng thì chả thấy nó gì, toàn đi ca ngợi cái thằng Do Thái Giê-xu chết treo. Bộ các anh tính phá hoại văn hóa của truyền Việt Nam à? Quý vị và các bạn biết là đại hội giới trẻ của bên đạo Công giáo á, thì họ mỗi năm họ tổ chức một lần, và họ đều có xin các cái đơn vị, những cái nơi khu vực mà nó rộng để có thể tổ chức. Nó đông lắm, có mấy ngàn hoặc là có mấy ngàn giáo dân á, rồi mấy bạn trẻ đến để tham dự. Thì người ta muốn có một cái khu vực rộng lớn để họ tổ chức, thì họ mới xin chỗ này chỗ kia để họ tổ chức. Thì cái người này họ thấy thông tin đó, cái họ bay ra họ chửi Quang Lâm quá trời. Thì Quang Lâm mới nhắn lại là bạn nguyền rủa thì bạn cứ nguyền rủa, mình cấm bạn sao được, mà sao cứ phải vào trang mình chửi thế nhỉ, mình làm gì xúc phạm đến bạn à bạn ơi. Thì Quang Lâm nói rất là rõ như thế. Thì bạn này, bạn có nhắn lại là tôi cần xác nhận bạn yêu nước thật hay chỉ giả vờ yêu nước. Có thể bạn yêu nước thật mà chỉ chưa tìm hiểu kỹ thôi thì tôi thông cảm, còn nếu bạn biết rồi mà cố tình giả vờ yêu nước thì tôi nguyền rủa bạn. Nếu bạn yêu nước, yêu dân tộc thật lòng thì điều thiết thực nhất bạn nên làm đó là đấu tranh bãi bỏ những điều vô lý trong đạo Thiên Chúa đi, để tiến tới sự bình đẳng và hòa giải thực sự giữa các tôn giáo. Chứ cà khịa phản động thì nhiều người làm rồi, nhiều người nhận ra bộ mặt thật của bọn ba que đó rồi, nên vấn đề này không còn mới nữa. Và người này có ghi thêm dài lắm các bạn.
Điều tôi bức xúc nhất và cũng là điều vô lý nhất ở đạo Thiên Chúa đó là kết hôn cải đạo. Nam hay nữ cứ kết hôn với người theo đạo thì đều bị bắt phải theo đạo. Hoặc nếu không thì bắt tất cả con cái người ta phải rửa tội theo đạo. Đứa con vừa mới đẻ ra một tuần đã bắt nó đi rửa tội theo đạo ngay và luôn. Các ông cố tình chơi như vậy để buộc không cho nó theo đạo khác à? Sao không để nó đủ 18 tuổi rồi tự quyết định lấy tín ngưỡng của nó? Và còn rất rất nhiều bạn này nhắn tin dài lắm các bạn ơi. Bạn này nhắn tin rồi trích dẫn ở Cựu Ước rồi Sáng Thế Ký hay là tùm lum hết trơn á trời. Mà thật sự Quang Lâm thấy là trời ơi, sao tìm hiểu sâu như vậy? Quang Lâm cũng đâu tìm hiểu dữ dội như vậy đâu nha. Rồi bạn này nhắn là nếu anh không trả lời tôi thì tôi sẽ mặc định anh yêu Chúa hơn yêu nước và sẵn sàng thà mất nước chứ không thà mất Chúa khi lợi ích tổ quốc xung đột với giáo hội, và có thể trong tương lai tôi sẽ đem anh lên thớt trên trang mạng xã hội của tôi. Mừng quá. Quang Lâm nói thật với quý vị, thôi kệ, cái gì thì cái. Qua cái ngày hôm nay nói chuyện với quý vị thì để Quang Lâm cũng chia sẻ một chút xíu cái tâm tình của mình. Quang Lâm không có tìm hiểu gì nó dữ dội đến như anh này đâu. Thật sự với quý vị, Quang Lâm theo đạo, Quang Lâm chỉ mong muốn có một cái thôi, sống tốt đời đẹp đạo, đơn giản. Tốt đời đẹp đạo là sống đừng có gây ảnh hưởng xấu hoặc là nó đụng chạm tới lợi ích, cũng giống như là gây gì đó nó bất lợi cho người khác rồi làm nguy hại đến người khác đó. Sống phải đúng theo pháp luật, cái quan trọng là như thế. Nhà nước đưa ra cái luật pháp mình sao, quy định mình sao thì mình sống đúng theo đó là mình thấy mình tuyệt vời rồi nha. Chứ đâu gì mà tìm hiểu sâu xa rồi đưa Cựu Ước lên rồi là nguyền rủa Quang Lâm. Thì trở lại cái vấn đề đầu tiên anh này nói là cái đại hội giới trẻ của bên Công giáo họ tổ chức ở Đền Hùng. Thì cái vấn đề này á, người này họ nói đúng hay sai? Cũng đúng chứ không phải sai nữa. Họ nói cái vấn đề này tại sao không tổ chức nơi khác mà lại tổ chức tại Đền Hùng, nó là một điều sai trái. Quang Lâm thấy cũng có lý. Vậy thì cái vấn đề này cần nói là nói với ai? Nói với mấy ông ban quản lý ở bên Đền Hùng á. Chứ tự nhiên chửi Quang Lâm làm gì, nguyền rủa Quang Lâm làm chi? Trời đất ơi, cái nơi cần nói thì anh không nói. Anh lên anh chửi Quang Lâm nó đâu có tác dụng gì đâu. Chửi Quang Lâm để được cái gì? Thưa quý vị, chửi Quang Lâm, nếu mà quý vị, những người như anh này mà chửi Quang Lâm mà mang lại cái sự gì thoải mái cho ảnh á, thì Quang Lâm chấp nhận. Coi như Lâm là cái bao cát để mấy anh trút giận vào đó, ok, thống nhất cho luôn. Cuộc đời mà, cứ thấy tôi đó, chửi tôi đi cũng được. Nhưng phải coi giùm Quang Lâm chút xíu là chửi có đúng nơi, đúng chỗ hay không. Cái chỗ mà ban quản lý dự án gì Đền Hùng đó, người ta cho tổ chức thì nên chửi cái người đó, hoặc là thấy khó chịu bức xúc thì nói đến cái nơi ban quản lý dự án của Đền Hùng, chứ chửi Quang Lâm làm gì. Quang Lâm đi làm mà, Quang Lâm nói với quý vị rồi đi, trời tối tăm mặt mũi lo dạy sinh viên, lo cho mấy bạn phải ảnh hưởng những cái gì xấu tiêu cực thì mình phải dạy cho mấy bạn phải có gì tốt hơn. Tôi chửi Quang Lâm làm cái gì, bực mình lắm. Ừ, cho nên nói với các bạn là muốn nói, muốn bực mình, muốn chửi ai thì chửi, nhưng mà đúng người hoặc là đúng nơi cái đã đó. Còn nếu mà thật sự nha, chửi Quang Lâm mà quý vị và các bạn thấy vui, quý vị và các bạn thấy thoải mái một chút xíu trong tâm hồn, hoặc là thấy có cái nơi trút bực dọc rồi, thì Quang Lâm đồng ý, Quang Lâm sẵn sàng làm cái bao cát cho quý vị và các bạn chửi nha. Nhưng mà chửi xong rồi thôi bỏ qua. Còn đằng này anh chửi nhiều lắm, anh nói là xác nhận là Quang Lâm là yêu nước thật hay chỉ giả vờ yêu nước đó. Còn nếu như mà yêu nước thật mà chưa tìm hiểu kỹ thôi thì tôi thông cảm. Còn nếu bạn biết rồi mà cố tình giả vờ yêu nước thì tôi nguyền rủa bạn. Quang Lâm nói luôn, Quang Lâm không có biết cái thời gian nào mà tổ chức cái đại hội giới trẻ hết trơn á trời á. Quang Lâm cũng không để ý. Nói quý vị đừng giận, Quang Lâm còn không đi nhà thờ. Quang Lâm yêu nước theo cách của mình và giữ đạo theo cách của mình. Quý vị và các bạn có thể thấy cái này là thôi cũng chia sẻ. Chứ không nhiều khi nói rằng là mình nói là mình không có này nọ nọ kia. Nhiều người họ làm dấu như thế này quý vị, chùm cả bàn tay làm dấu thánh giá. Nhưng mà Quang Lâm tìm hiểu thì Quang Lâm làm dấu thánh giá theo cái kiểu gốc á, là dùng cái ngón cái á. Đây đó, làm dấu như thế này đó, là cách làm của Quang Lâm. Và Quang Lâm mỗi đêm thì đều cầu nguyện, và Quang Lâm đã trải nghiệm cái đạo Công giáo của mình rồi. Mỗi đêm mình cầu nguyện. Tính Quang Lâm nóng lắm nha quý vị, rất là nóng. Nóng là nhiều khi phan thẳng. Và mấy bạn ở bên đoàn viên ở một số nơi làm việc với Quang Lâm cũng biết rồi. Quang Lâm thấy khó chịu về cách làm việc là Quang Lâm đứng nói thẳng, chỉ thẳng mặt luôn, làm được không được thì nghỉ. Làm việc với Quang Lâm là phải như thế quý vị.
Cho nên là tính Quang Lâm nóng lắm. Và khi mà mình đêm mình cầu nguyện á, mình cầu nguyện cho những người đã mất, rồi cầu nguyện cho những cho cha mẹ được sống an lành, rồi là mọi chuyện được tai qua nạn khỏi, thì nó làm cho tâm hồn mình nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh thản hơn. Không thì đó là sự thật mà Quang Lâm đang sử dụng đạo để mà có thể sống tốt đời đẹp đạo. Còn cái việc mà tìm hiểu sâu hơn, sâu xa hơn, Quang Lâm không quan tâm lắm quý vị. Thật sự với quý vị và các bạn điều đó. Để nếu mà Quang Lâm sống tốt, quý vị thấy à, thì ra là bên đạo Công giáo cũng có cái thằng như thằng Quang Lâm nè, nó sống này cũng được, đạo Công giáo cũng dễ thương. Thì đó quý vị Quang Lâm đang làm. Chứ quý vị và các bạn vô chửi quá thì Quang Lâm không biết đường nào mà lần hết trơn hết trọi nha. Tiếp theo là đến cái vấn đề mà xác nhận là bạn yêu nước thật hay chị giả vờ. Quang Lâm nói luôn với quý vị là Quang Lâm yêu nước thật, nhưng mà yêu nước theo cách của mình. Bác Hồ cũng nói rồi, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Nhưng mà tuổi Quang Lâm thì có lẽ là cũng không có còn nhỏ nữa, cũng lớn lớn rồi. Nhưng mà tùy theo sức của Quang Lâm yêu nước theo cách của mình thôi. Đó quý vị và các bạn thấy là cái gì? Quang Lâm lên đây để có thể là phản biện lại những cái điều mà những người ở bên kia thế giới, những kẻ phản động họ đã nói sai lệch về đất nước này, thì mình phản biện lại để cho người dân họ có thể hiểu rõ hơn được vấn đề. Và cái thứ hai nữa là số tiền mà quý vị và các bạn gửi cho Quang Lâm, có người ủng hộ 20.000 rất là dễ thương, có người ủng hộ 50.000 rất là dễ thương, có người ủng hộ 200-500.000 cũng rất là dễ thương, nhưng mà 200-500 ít lắm, vài người thôi. Thì gần như tất cả cái số tiền mà quý vị và các bạn gửi cho Quang Lâm thì số tiền đó đi đâu? Dạ thưa, Covid cũng đã đến nơi những người cần đến, đến những nơi mà cần đến. Rồi là đi thăm mẹ Việt Nam anh hùng. Rồi cái số tiền thăm bão lũ. Đó quý vị, tiền quý vị gửi cho Quang Lâm có bao nhiêu là Quang Lâm dùng cho việc xã hội, chứ Quang Lâm có lấy xài gì nhiều đâu quý vị. Để Quang Lâm nói thẳng cho quý vị, một tháng Quang Lâm kiếm của tiền YouTube á 200-300 ngàn, mà nó còn chưa trả nữa. Nó dồn lại đủ cỡ khoảng $100 nó mới trả. Có tháng Quang Lâm kiếm rất là cao, đó là 5 triệu đúng tháng một. Mấy tháng sau không có nhận, bởi vì làm clip nó đụng tới gì chính trị, nó đụng tới gì đó bản quyền, nó đâu cho lấy tiền đó quý vị. Để nói cho quý vị và các bạn biết là Quang Lâm làm cái kênh này vì thứ nhất là yêu thích, vui vẻ cho với tất cả mọi người. Cái thứ hai nữa là gì? Có được cái sự ủng hộ của quý vị là Quang Lâm dùng số tiền đó để làm việc xã hội. Yêu nước theo cách đó, yêu nước theo lời Bác Hồ đã dạy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của Quang Lâm thôi mấy má. Sức mình đâu thể nào đứng lên chứ, nói với biết bao người, ê, toàn bộ người dân đạo Công giáo bỏ hết đạo đi, theo đạo Lương giáo. Như thế thì mới gọi là yêu nước được. Không làm được vậy quý vị ơi, kỳ cục lắm nha, đâu có thể nào đứng lên trên cái kênh này nói phát ngôn như thế. Người ta nói mình là tàu lao nha. Thì để nói cho Quang Lâm nói cho quý vị để biết được cái nỗi lòng của Quang Lâm như thế nào. Sắp tới đây thì có con bé, mà con bé mà hôm trước Quang Lâm đi thăm mẹ Việt Nam anh hùng á, con bé Tiên á, nó làm ơn phường, nó hỏi Quang Lâm là anh ơi, sắp tới thì bên phường em có tổ chức là khuyến học, tổ chức trao học bổng khuyến học cho mấy bạn nhỏ, thì anh có ủng hộ như thế nào không, thì hỗ trợ giúp em với. Thì Quang Lâm cũng nói là để tôi lên tôi kêu gọi cho ở trên kênh Đấu Trường Dân Chủ, nếu như quý vị khán giả mà có gửi thì anh sẽ lấy tiền đó anh gửi qua cho, còn nếu không thì là anh bỏ tiền túi của anh ra để anh gửi cho em. Thì đó quý vị, những điều mà Quang Lâm làm, đang làm là những điều Quang Lâm thấy nó thiết thực, chứ không phải là mồm miệng rồi sau đó rồi mình cứ bảo là ồ tao yêu nước rồi tôi lên cái kênh này tôi nói riết rồi tao ăn tiền YouTube rồi tao yểm luôn, hoặc là người ta gửi tiền cho tao yểm luôn, không có cái gì. Quang Lâm làm việc theo cái cách của Quang Lâm mà quý vị và các bạn cảm nhận thấy được những điều mà Quang Lâm đã làm. Và nếu như ở thành phố quý vị mà các bạn ai ở thành phố Hồ Chí Minh nè, biết Quang Lâm mà thấy Quang Lâm ở ngoài đời thì cũng đã hiểu được Quang Lâm sống như thế nào. Cho nên cái việc mà cái anh này anh nói Quang Lâm, anh xác nhận Quang Lâm yêu nước thật hay chị giả vờ, thì quý vị và các bạn sẽ là người đánh giá, chứ không phải là anh đó, Quang Lâm nói thật nha. Tại vì sau đó anh này anh còn có trích dẫn thêm rất là nhiều điều ở trong Kinh Thánh Cựu Ước, rồi là để có thể là nói cho Quang Lâm biết. Quang Lâm cũng rất xin cảm ơn anh, bởi vì là anh là người tìm hiểu rất sâu về đạo, chứ em không tìm hiểu sâu như vậy đâu. Đầu óc em về đạo đơn giản lắm, cứ sống vui vẻ thoải mái, cầu nguyện cho tất cả mọi người mạnh khỏe, vui vẻ, an lành, hạnh phúc là được rồi nha. Cho nên là thông qua cái
buổi nói chuyện này hôm nay. Thật lòng gửi lại một lần nữa lời xin lỗi đến tất cả quý vị và các bạn. Thì thời gian vừa qua Quang Lâm quá là bận, thời gian sắp tới còn bận nữa, bận ơi là bận luôn, gần như là phải mỗi ngày chạy cả 100 cây quý vị, đi lẫn về gần 200 cây á, để mà đi giảng dạy cho các đơn vị, rồi sau đó mình mới có tiền chứ. Đó, thì Tết mà cũng cho Quang Lâm có chút này chút nọ ra vô chứ, nhiều khi đi dạy cũng còn thiếu thốn, còn phải chăm cho mẹ già, rồi chăm cho ba nữa, chứ đâu phải là lo cho bản thân mình đâu quý vị. Sắp tới cũng phải lo cứ vợ cứ này để chứ, đúng không quý vị? Đây, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe, và rất mong quý vị và các bạn thông cảm cho Quang Lâm. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong clip sớm nhất, mới nhất, có thể nếu rảnh là ngày mai mốt đã làm rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn, hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.